Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau thực hiện tập tô màu cho một chiếc ba lô. Ở đây thì mình có một cái ba lô với rất là nhiều chi tiết nhỏ. Các bạn hãy thực hiện tập tô màu chiếc ba lô này sao cho thật khéo léo và phân biệt được các cái phần với nhau nhé. Ví dụ như ở đây này mình sẽ tô gì trước nhỉ? Phần cặp này, phần trước của ba lô này, phần tô màu đỏ này. Chứa một phần nhúa là phần thân của ba lô tô màu đỏ luôn. Phần quai sách các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ lấy màu xanh ra trời một tô cho cái phần nhìn còn lại nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong phần và tập tô màu cho chiếc ba lô rồi. Thay lời của kênh cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hôm sau.